Dạ vâng, Sobi Tuấn xin gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê PCP. Chào toàn thể anh em đam mê bộ môn săn bắn trên cả nước anh em nhé. Thì quay trở lại với tất cả anh em trong một đoạn video ngắn của ngày hôm nay, lại được giới thiệu và review cho tất cả anh em những cái mẫu súng đang có bán ở tại bên shop để phục vụ cho tất cả anh em trên toàn quốc đam mê cái môn thể thao săn bắn anh em nhé. Thì anh em xem video đừng quên là đăng ký kênh anh em nhé. Đừng quên là đăng ký kênh ở góc màn hình bên này anh em nhé. Đăng ký kênh là miễn phí. Anh em yêu quý shop thì là đăng ký kênh ủng hộ shop và thả một nút like cho shop lấy động lực và ấn vào chuông thông báo để cập nhật những cái video mới nhất của bên shop đăng tải anh em nhé. Thì trước khi vào phần chi tiết của cây Kondo ngày hôm nay, em lại xin được nói vài ba câu về cái phương thức giao dịch để cho anh em nào mà mới chơi, mới đam mê, mới đăng ký kênh có thể hiểu rõ hơn về cái phương thức giao dịch, cái cách thức mua bán để khi có nhu cầu đặt hàng mua bán cho nó nhanh chóng và hiệu quả nhất anh em nhé. Thì bên em là có hai số điện thoại đây. Anh em có thể tạm dừng lại vài giây, lưu hai số điện thoại này lại. Đấy, có nhu cầu đặt hàng, mua hàng, liên hệ trực tiếp cho em vào hai số điện thoại này để được gặp em và được gặp nhân viên bên em tư vấn cụ thể về sản phẩm cũng như là cái giá, cũng như là được biết cái giá tiền để anh em lựa chọn và cân đối tài chính của mình anh em nhé. Thì bên em thì có hai phương thức giao dịch, một là ship COD qua đường bưu điện. Đấy, ship COD qua đường bưu điện, một cây này tầm trung này em chia ra làm hai gói hàng để gửi đi cho anh em nhé. Anh em nhận được gói hàng nào thì thanh toán gói hàng đó. Quyền lợi của anh em khi nhận COD là được bóc ra kiểm tra hàng, đúng sản phẩm anh em đặt hàng thì anh em mới phải thanh toán nhé. Không đúng hàng, đúng sản phẩm anh em trả về. Ok chưa? Để tránh cho cái tình trạng là anh em khi anh em đặt hàng mà nhận nó không đúng cái sản phẩm như mình đã đặt anh em nhé. Đó, đó là cái quyền lợi của anh em. Phương thức thứ hai là phương thức gửi xe. Gửi xe thì em sẽ hỗ trợ anh em là ráp hoàn thiện như ở trên cái video này. Đấy, như đây là em đã ráp cái cây củi này cho một anh khách ở trong Đồng Nai nhé. Đấy, anh Thành ở trong Đồng Nai. Thì anh Thành có xem được cái video này thì là vào nhận cái cây củi của mình nhá. Em đã giáp test căn chỉnh. Đấy, giáp test đồng trục đồng tâm, căn chỉnh dê rô ở khoảng cách 60m. Anh Thành yêu cầu em là chỉ cần test ở cái khoảng cách là 60m thôi. Về mà anh có chơi xa hơn thì anh sẽ gọi điện và hướng dẫn anh ấy là chỉnh ở khoảng cách xa hơn. Thì hiện tại em mới chỉ căn chỉnh ở khoảng cách 60m dê rô. Thì nếu mà về chơi xa hơn thì anh Thành và các bác cứ gọi điện cho em sẽ hỗ trợ anh em sau anh em nhé. Thì gửi xe thì gửi cả cây như thế này, nhưng mà gửi xe thì không được kiểm hàng anh em nhé. Anh em tin tưởng shop thì cứ chỉ việc nhận hàng thôi, nhận hàng rồi là thanh toán nhà xe anh em nhé. Về nhà anh em thử test thoải mái. Đấy, xe này người ta chở khách trên xe thì còn rất chi là nhiều khách hàng của bên xe người ta nhìn vào nó rất chi là không hay. Đấy, và nó rất chi là nguy hiểm cho tất cả anh em nhé. Đấy, anh em mua bán cái hàng nhạy cảm này thì anh em cũng phải biết giữ cho nhau. Đấy, để anh em mình mua bán lâu dài anh em nhé. Thứ nhất là mua để đảm bảo cho sự an toàn của chính bản thân mình. Cái thứ hai là cũng giữ cho nhau nữa anh em nhé. Thì có mua là có cọc. Anh em cứ đặt hàng mua hàng của một khẩu bên em thì anh em cứ cọc cho em là 100.000 hoặc là 200.000. Thì cái tiền cọc của anh em sẽ được trừ khi anh em nhận hàng nhé. Đó, ví dụ như cái cây này tầm khoảng là 6 triệu rưỡi đi, đúng không? 6 triệu rưỡi thì anh em cọc 100-200 thì sẽ trừ đi, thì anh em chỉ phải thanh toán là 6.3, 6.4. Đó, thì cái tiền cọc của anh em nó vẫn là tiền của anh em thôi, chứ nó không mất đi đâu tiền nghìn nào cả anh em nhé. Đấy, thì bên em làm ăn uy tín thì luôn luôn là đặt hàng đầu rồi, nên không bao giờ có chuyện lừa đảo anh em 100-200 nghìn đâu. Em không bao giờ đánh đổi sự uy tín của em để lấy 100-200 nghìn của anh em làm gì cả anh em nhé. Em sẽ vào phần chi tiết sản phẩm luôn để tránh mất cái thời gian của anh em. Thì đây là một cây Kondo thẳng dài. Đấy, cây này thì bem tầm khoảng là 80-100m là anh em hạ cò anh em nhé. Đấy, bao cho anh em 70m lắp C2. Đấy, 100m anh em hạ cò. Anh em nào mà chơi tốt, có kinh nghiệm bắn có thể bem được xa hơn. Ok chưa? Thì cấu hình này em đang sử dụng cho nó là một con kính Discovery anh em nhé. Kính Discovery. Đấy, thông số là 4.16x44SF. Con này là VTZ của bánh xe lấy LED, nhiều cường độ LED anh em nhé. Đấy, thấu kính thì luôn luôn là sáng vào trong luôn, tâm kính sắc LED. Đấy, riêng hàng Discovery thì là ưu điểm của nó là nhà luôn luôn là sắc LED, về cái độ sắc LED thì không phải bàn cãi rồi đúng không anh em. Đấy, và được cái là cái tầm nhìn của nó bao quát rất chi là rộng luôn. Đấy, khi nhìn thì rất chi là ok nhá. Bình là bình nhôm 0.45, sơn phủ alot cả trong lẫn ngoài. Nước sơn alot thì là alot lì anh em nhé. Đảm bảo cho anh em là áp an toàn là 250 cân, là ok nhé. Van cricket đen bản dài hộp mở, ba lỗ xả xả thẳng anh em nhé. Đồng hồ bạc full inox luôn, ốc chỉnh áp bằng inox. Giảm âm là giảm âm bút leo anh em nhé. Giảm âm bút leo 3 khúc 6 vách tiến lùi. Giảm này là 6 vách đồng anh em nhé. Em đang lắp 2 khúc. Đấy, khi gửi cho anh em sẽ gửi cho anh em thêm một khúc nữa. Anh em về thích dài thì anh em lắp thêm một khúc nữa nhé. Đấy, em chỉ lắp 2 khúc thôi cho nó gọn. Khung là khung XS884, khung thẳng dài anh em nhé. Đó, khung tròn, khung này là khung nhập anh em nhé. Nước sơn alot của nó rất lì luôn. Đó,
Khung này là cắt máy CNC lên làm ra là không có tí ba vía nào luôn, không có tí góc cạnh nào luôn anh em nhé. Ráp cái là bám cò bám búa luôn, không có một tí lỗi lầm nào cả luôn. Tay cầm nhựa hai mảnh, cò ba mảnh, ruột bọc đồng, tay kéo inox. Em đang sử dụng cho nó là một cái lòng Lotha Wiser, chất thép CR45 anh em nhé, chất thép tốt nhất hiện nay. Đấy, lòng 12 khương tuyến, chơi kẹo chì là 5.5. Cái lòng này là đảm bảo cho anh em là không bao giờ bị mòn khương anh em nhé. Anh em bắn thoải mái, bem thoải mái, không bao giờ phải lên sai kẹo nhé. Ok chưa? Đó. Kê lại trên dưới 6 triệu đồng nhé. Anh em mua hàng điện thoại trực tiếp đây cho em, hoặc là kết bạn Zalo. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết sản phẩm và kèm theo giá để anh em cân đối tài chính nhé. Hơn 6 triệu đồng một cây như thế này, bem ở khoảng cách 80 đến 100 mét, quá là ok đúng không anh em? Đấy, thì tất cả những cái sản phẩm của bên em đều là đánh mã ở tiêu đề. Anh em xem video thích cây nào thì chụp ảnh lại và gửi qua Zalo hoặc là Facebook cho em. Đấy, hoặc là comment ở bên dưới, bình luận ở comment bên dưới ở bình luận ở cái video đó, em sẽ trả lời và báo giá cho tất cả anh em để anh em cân đối nhé, để khi lựa chọn anh em nhé. Đấy, như anh em đã biết là bên em là cung cấp tất cả các dòng súng hơi khí lén như là Condo này, FX này và Benjamin này. Đấy, loại nào em cũng có nhé, giá tiền nào cũng có, từ 4 triệu cho đến 16 triệu. Anh em thích cái cấu hình nào nó phù hợp với túi tiền của mình, em đều ráp cho anh em được anh em nhé. Hàng nhà em là không có hàng ráp sẵn nhé, tất cả khách hàng đặt em mới ráp lên, nên là anh em đặt em mới ráp nhé, chứ không phải là hàng quay sẵn đâu anh em nhé. Đây là tất cả em quay xong thì là hàng sẽ được đóng hàng và gửi đi, chứ không còn hàng ở trong nhà nữa anh em nhé. Đó, thì một video ngắn, cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian theo dõi video của em. Đấy, xem video đừng quên là đăng ký kênh và thả cho em một nút like lấy động lực anh em nhé. Hẹn gặp tất cả anh em ở những video tiếp theo. Chào toàn thể anh em, chúc anh em thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, hạnh phúc trong gia đình luôn luôn là viên mãn nhé. Kiếm được nhiều tiền để có động lực theo đuổi cái niềm đam mê săn bắn nhé. Chào toàn thể anh em.